Chào Mỹ Thánh. Chào Mỹ Thánh. Nhiều điện thoại quá. Nhiều điện thoại quá, nhiều khi không biết livestream ở đâu cho vừa lòng. Mọi người thấy em không mọi người? Hello cả nhà thấy em không? Em nè mấy bà. Thì nhiều lúc không biết làm sao tìm cái máy Samsung không biết dùng luôn mấy bà. Thì luôn không biết dùng cái máy này như nào. Không biết quẹt như nào thì biết nó là ra cái được. Khổ quá khổ luôn. Hello mọi người. Sáng mai đi chạy nè. Mai đi chạy mấy bà. Sáng mai đi chạy. Mọi người thấy em không? Chắc mấy con dời ghét em đang tức lắm rồi. Đúng với bà. Mai tôi đi chạy nè. Cái bíp của tôi đâu rồi trời. Chào chị Nhung đỗ xe cái livestream giùm em nha. Bíp có gì đây rồi. Mua một tặng một. Hai len. Tiết kiệm 55.000. Cho voucher combo yêu thương 75.000 một cái ly trà sen với cả một cái bánh. Ờ được. Chạy vì người tôi yêu. Dành tặng cho những người bước bước chân này cho. Ơ cái bíp này của tôi số bao nhiêu nhỉ? Vé mời tham quan Vinh phần kiểm soát. Sáng mai chạy cho ủng hộ người bị ung thư vú. À đây. Dạ. Của em là Trang Trần. Thế nào nhỉ? Cái này làm gì nhỉ? Oh man. Cái áo màu hồng như mấy bà. Ngày mai tôi chạy cái áo màu hồng nha. Chết mẹ rồi sao sai nhỏ này. Đóng 8.900 á. À có một cái bánh năng lượng. Lần này giải này ít quà. Mọi lần nó có kem chống nắng này kia cơ. Thôi để yên chị sống em ơi. Số bíp của mình là 2523. Mọi người có comment gì không ở trên Facebook? À rồi thấy Trần Anh Thư chào Đặng Thành Đạt. Mai tôi đi chạy ông Đạt ơi. Nên hôm nay đâu có đi nhậu. Em nhuộm lại tóc màu này rồi chị. Nhuộm cả tuần nay rồi chị, hơn tuần, hơn 2 tuần rồi chị. Chào chị Lê Thu Huyền ạ. Mai em tham gia giải chạy ủng hộ bệnh nhân ung thư vú.
Cái này dáng như nào trời? Nhớ không nhầm thì cái này nó sẽ là dán. Hình như là dán đấy bà. Hình như nó là dán đúng không nhỉ? Đúng rồi. Má ơi tôi vẫn còn... Trời ơi để chị bán bún đi. Võ Tinh Tiến ơi chị bán bún em ạ. À. Để yên chị bán bún. Trời ơi có ông bà nào mai đi chạy biết cái này dán đấy bóc không trời. Chạy vì người tôi yêu bây giờ không lấy cái băng keo dán má ơi. Để đi kiếm băng keo cái nào chờ em xíu. Chào Khuyên, chào em. Like tẩy trang. Sáng mai 4 giờ dậy đi chạy. Gớm mặt chưa, tôi gớm mặt chưa. Trời mẹ thần không có ai băng keo dán luôn đấy bà. Không có băng keo dán luôn. Để đây mai xử lý. Đó, mai đi chạy này, buộc tóc này. Mai đi chạy sẽ buộc tóc hai bên. Mai đi chạy buộc tóc hai bên. Mai chạy từ 5 giờ. Chạy marathon vui muốn chết. Em có đi không? Em có tham gia mấy giải này không Thành Đạt? Chả nhẽ mai xóa tóc chạy cho điệu. Má mẹ thiên địa. Team chị ngày mai 24 đứa chạy. Chào Nguyễn Trường Giang, chào em. Mai team chạy là 24 đứa. Trời thần thiên địa ơi. Đó. Mọi người sống rồi, tích cực lên, tích cực lên. Sống tích cực là hơi bị vui đấy. Em chào chị Nghiện xem quanh kênh của Trang. Dạ em chào chị. Em Trang bị lừa bao nhiêu tiền? Em có bị lừa bao nhiêu tiền đâu ạ. Ôi em chưa tham gia bao giờ á. Tham gia đi vui lắm. Tham gia đi vui lắm. Chạy thể dục thể thao ở những cái nhóm group đội ấy, những cái giải chạy rất là vui. Em chạy đi em thấy vui. Cái năng lượng tích cực nó vô cùng nhiều. Ừ. Vân ơi cuộc sống lúc nào mà mình có cơ hội mình chạy, mình trải nghiệm, mình nên. Ừ. Mai cũng chạy 5 giờ sáng ở Trường Giang. Ừ. Em bây giờ sống á, vui vẻ. Ngày nào muốn dậy giờ nào là dậy. Muốn làm gì làm.
Đặng Thành Đạt ơi, em phải bấm like mấy cái fanpage mà những giải chạy, em hiểu không? Chị tham gia chạy là bởi vì chị thấy anh Đức Tuấn Anh hay đi chạy, chị bấm like. Sau đó là chị thấy anh ấy hay bấm like những cái chương trình chạy, vào đăng ký thôi em, đóng tiền. Chi phí của một cái lần đi chạy cỡ khoảng 700-900 nghìn, tùy vào thời điểm em mua cái bíp. Mua càng sớm tiền mua bíp càng rẻ, mua càng sát tiền mua bíp càng đắt. Mặc dù không chạm Tết đi Lê, bao lâu rồi bạn không vào kênh của tớ bạn xem bạn. Hôm nay tớ đọc phở gen. Hôm nay tớ đọc phở gen nhé. Vâng, để em đẻ, đang chờ phôi chị ạ. Phôi của em đang phôi con gái, chưa phôi con trai. Bà làm gì bà bận, bà bận yêu chứ bà bận gì à bà. Tết đi lê kia, tẩy trang nè. Hả? Đó, hôm qua đi nhậu đến 3:30 sáng mới về đến nhà. Sáng nay bị bà chị bà đánh thức gọi dậy. Trời thần thiên địa. Ồ quên kéo nhẹ thôi, sệ mặt tao quên. Sệ mặt tao lại gọi thằng Vũ căng chỉ nó vào. Em chào chị Vân Trang. Chị thấy cuộc sống của em vui vẻ không? Sáng ngày ra thích dậy giờ nào thì dậy, tối thích ngủ giờ nào thì ngủ, muốn làm gì thì làm. Úi dồi ôi, mình nhớ cái đồng hồ, cái đồng hồ màu đỏ để biết là mai chặt. Chờ em tí. Để em sạc cái đồng hồ mai chặt. Như người nhớ. Mai phải đem ngay tai nghe Bluetooth. Kiểm tra tai nghe Bluetooth để mai chạy, để đây. Lần trước đi chạy ấy, bởi vì ban đầu cứ tưởng là mấy chục đứa cùng nhau là sẽ chạy cùng nhau mà. Nào ngờ trong lúc chạy tẩy sạch chứ sao bạn, tẩy trang này nhà tớ, tớ dùng đến chai thứ 5 rồi bạn. Tớ là chỉ bán cái tớ dùng thôi bạn Trang ơi. Đó. Cái vết mụn này này. Trời ơi, chúng nó vào táp em với con em mỗi ngày. Sơn Phà, Hà Phạm ơi, mẹ chào con. Mẹ nói cho các con Atifan của mẹ nghe đây nè. Các con ấy, ngày đêm cứ ngồi cắn phá chửi rủa mẹ mà mẹ có hề hấn gì đâu. Mẹ nói cho con nghe nè, Sơn Hà Phạm. Mày có ghét tao ấy, thì 100 ngày hơn nữa vẫn là Tết. Mày có ghét tao nữa ấy, thì mày vẫn chỉ là một thằng cặn bã xã hội.
mày có thù tao hay chăng nữa thì sáng mai tao vẫn chạy tập thể dục, rồi tao về tao đi ăn sáng uống cà phê, rồi trưa tao đi chơi, 3 giờ chiều về tao về tao ngủ tí, xong tối tao đưa con tao đi ăn nhà hàng, sáng thứ hai tao đưa con tao đi học. Tao làm hay không làm bây giờ vẫn là một cuộc sống vui vẻ. Tao chả việc gì phải lo có bao nhiêu tiền, tao chả việc gì phải lo là Tết này tao phải kiếm bao nhiêu tiền, vì tao có tiền sẵn trong két. Chúng mày ghét tao á, mà chúng mày ngày mai vẫn phải dậy đúng giờ đi làm, mệt có khi còn không dám nghỉ. Đó, nên là dáng mà ghét vô nhé. Cuộc đời của tao ấy, tao thích làm gì tao làm. Tao thích làm mưa, làm gió, làm hưu, làm vượn, làm người bình thường hay là làm người chảnh choẹ thì cũng là việc của tao. Những cái đứa mà sân si ấy, vào đi vào chửi bới ấy, thì chưa biết rằng là Tết này cho bố mẹ được cái gì, còn đang chạy ăn từng bữa chết mẹ ra ngồi mà sân si. Đây này, có cái mụn thâm bên này. Minuchula có 2 cái vết thâm này do mụn, xong mà mấy hôm vừa rồi rửa mặt không kỹ. À quên, nhậu về không rửa mặt, ngủ. Đó. À, mọi người bên bên kênh YouTube chờ em đi rửa mặt rồi em vào nhé. Trời, Formu Uchila, chúng nó ghét chị, chúng làm được gì chị em ơi. Mẹ thích live stream filter là cho filter, thích mặt mộc là cho mặt mộc, rất đơn giản, không vấn đề gì để xoắn cả. Mấy đứa ghét em có kỳ ha, cuộc sống của chúng nó đáng thương vãi đái luôn. Em là các chị ấy, chả qua là em ấy là không, hôm nay em không nhậu nên em mới ngồi nhà live stream mấy chị giờ này thôi. Chứ giờ này ngày hôm qua em nhậu từ 7 rưỡi tối đến 2 rưỡi sáng, uống có 90 cái chai bia thôi. Cái bill tiền bia tiền rượu có 5 triệu thôi. Còn sáng giờ mới tiêu 1,5 triệu. Có tiêu nhiều đâu, cuộc sống có tiêu nhiều đâu. Mai chắc là đi chạy thì đi chạy xong về đi ăn uống cà phê với team hai mấy người. Em có những nhóm bạn đi ăn đi nhậu mà, đi ăn đi nhậu, đánh cầu lông chạy, rồi đi phượt. Trời ơi, Phong Uchila chị xấu, xấu quen rồi em. Nên là mình thấy những cái đứa nó ghét mình, nó luôn luôn sân si vào cuộc đời của chúng nó ấy. Rảnh nhưng mà không có tiền, rảnh phải có tiền đã. Các bà công nhận với tôi không? Mình rảnh thì mình phải có tiền, chứ mình rảnh mình không có tiền thì kỳ lắm. Ai theo dõi em kỹ biết, em thích thì em làm, em chả thích thì thôi. Hôm qua nhậu từ 7 rưỡi tối đến 3 giờ sáng em. Cái bọn rảnh rỗi mà còn nghèo nữa. Nghèo không có tội đâu, nghèo mà còn ngu mới có tội. Kiếm tiền thì đéo lo kiếm, đi kiếm chuyện. Trong khi người ta cứ ăn uống cà phê, đi chơi đi nhậu, đi tung tăng múa lượn. Vâng, Phạm Đăng Lâm, em đăng YouTube chị, anh thấy kênh em còn không thể mà kiếm tiền. Để khỏi nhảy quảng cáo, kênh YouTube chỉ để lưu giữ những kỷ niệm, những thước phim mỗi ngày vui vẻ. Mọi người thấy đấy, em sống em nói là cái hình ảnh thân chơi của em còn chưa thời gian hết cơ.
Chủ nhật vẫn cày bục mặt, tưởng kiếm tiền còn không có nữa kiếm chuyện. Trời ơi, xã hội thì nhiều đứa như thế lắm, follow chú là. Dương Nguyễn Quân ơi, chị nghĩ là em ở cái cõi nào xuống đây? Em comment một câu chị phải công nhận rằng là em là người mất lòng tin vào cuộc sống. Chị sợ em thật đấy, Dương Nguyễn Quân ạ. Comment một câu mà chị tưởng em từ dưới âm phủ đi lên không à? Nói thì lại bảo là xúc phạm. Mình đừng comment em ạ. Người ta có sao thì cũng không ảnh hưởng đến gia phản của mình. Em hiểu không? Đời này này có nhiều đứa nó như em á, nên nó kỳ. Cái sạc máy, cái sạc máy rửa mặt bước đầu quên, chả tìm được và mình dùng bông. Cuộc đời này nhiều đứa nó sống bằng gọi là những cái tin vịt trên mạng xã hội rất hơi nhiều. Nó coi những cái tin vịt trên mạng xã hội nó là những cái gì đó rất là hoành tráng lắm. Sữa rửa mặt vừa dùng một sữa rửa mặt rau củ, bông rửa mặt. Bột đánh răng. Dùng bột đánh răng này rất sướng, sạch. Hả? Mắt trăng đẹp và mắt em buồn chị. Bột đánh răng Hàn Quốc 420.000. Đợt này em bị trào ngược dạ dày mấy nữa, gần Tết lại mua xong nghệ mật ong. Em phải chịu khó uống vào. Không có. Em nhậu nhẹt nhiều em không dưỡng là chết đấy, không đùa đâu. Mình nhậu mình phải uống. Mình nhậu mình phải uống và mình dưỡng. Chứ mình đâu đùa được. Em cảm ơn chị Linda Vũ chị ở Canada. Cũng lâu rồi Trang không xuống thăm các cụ mái ấm. Anh Phạm Đăng Lâm ạ, em bảo thật. Em lâu em không xuống thăm, nhưng mà em vẫn lo chu cấp đều anh ạ. Anh xuống thăm đi. Em thật ý. Nhiều khi mình comment hay mình can thiệp nhiều quá, người ta bảo vô duyên đấy. Ở đời này này, không có ai là có trách nhiệm phải làm từ thiện cả anh ạ. Anh cứ làm như cái comment của anh như kiểu trách móc. Mình comment ít lại. Trần Quốc Trung, em biết chị từ năm 2014 khi chị đứng ra bênh vực cộng đồng LGBT từ Zambia. Kể từ đó em đã theo dõi chị và lắng nghe những chia sẻ của chị về cuộc sống đến nay có hết 10 năm. Chị cũng cho em rất nhiều những động lực để học cách từ bỏ, thoát khỏi vòng an toàn và đi theo công việc em mong muốn. Tuy có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn chị là một trong những hành vi nghị lực rất sáng để dọn theo. Cảm ơn. Ok, không sao Trần Quốc Trung.
ai cũng sẽ có những cái nỗ lực và khó khăn riêng của mình. Mình đều phải vượt qua cả. Em mới nhậu về luôn hôm báo bảo nhậu chung với chế một hôm. Trời. Em nói thật, Phạm Lâm Lâm ạ, nhiều khi mình xem kỹ quá về livestream trên YouTube hay là Facebook này này, thì mình cũng phải nên hiểu mỗi người ấy đều có một cuộc sống riêng. Bản thân em này này, em còn có nhiều công việc của em, chứ em không phải sinh ra để có trách nhiệm làm từ thiện với ai cả. Còn việc em có xuống mái ấm hay không xuống mái ấm ấy, thì lo cho các cụ vẫn là lo mỗi ngày, chưa bao giờ để các cụ phải thiếu thốn cái gì, và cũng chưa bao giờ phải để các cụ rơi vào tình trạng thiếu này thiếu nọ. Không có. Có chứ Mai Vũ, bún riêu Hậu Giang mấy bữa chị ăn liền này. Anh Dũng ơi, tao bảo mày này, mày sử dụng cái não của mày để comment đi ha. Đây này, chị có cái mụn này là hôm trước chị chưa có, chị nhậu xong rồi lấy cái mụn xong chị ngồi chị cận. Tao bảo thật đấy anh Dũng ạ, tao nhiều khi tao thấy những cái đứa trên mạng comment ý, mà tao bị gọi là thương hại cho bố mẹ chúng mày đẻ chúng mày ra. Tao bảo thật chúng mày, ai bị bắt hay không bị bắt, nó cũng không làm cho bố mẹ mày chết đi để sống lại. Ai bị bắt vì tội gì hay là bị trọng tội gì, cũng không làm cho dòng họ chúng mày nghèo đi, và cũng không kích hoạt cho dòng họ chúng mày giàu lên. Cho nên ý, cái việc người ta bị bắt vì bất kỳ tội danh nào và người ta có những mối quan hệ với những ai, thì không đến lượt chúng mày lên tiếng. Chúng mày hay chà đạp lên chuyện của người khác, nhưng mà chúng mày không có cửa. Bởi vì nó có như thế nào ấy, thì nó cũng trên cái tầm của nhà chúng mày. Chỉ có những bọn cắt bã nghèo hèn ấy, thì mới hay đi gọi là hả hê về những chuyện của người khác. Hùng Minh Lê bao giờ vào Sài Gòn? Ở đời này này, không ai phải có trách nhiệm noi gương và sống làm gương cho ai cả. Nhá. Ở đời này đứa nào cũng có một cái não, cũng được bố mẹ sinh ra và nuôi ăn. Ok chưa? Cho nên mình không bao giờ cho mình cái quyền là bắt người khác phải sống làm sao để làm gương cho xã hội cả. Bỏ cái tư duy này đi. Mình có đúng hay sai, có ok hay không là do mình, chứ đừng đổ tội cho xã hội. Nghe nó kỳ lắm. Ồ, ok. 15 tháng 11, ok. Đời làm gì có ai có trách nhiệm với ai. Nhiều người hay lên mạng comment câu này này, sống phải làm gương cho người khác. Dạ, mấy má comment được công đấy thì mấy má làm gương cho con cái mấy má đi ạ. Mấy má hay bắt người khác làm gương cho con cái gia đình mấy má, nhưng mà mấy má sống không có ra gì. Ở đời làm gì có ai phải có trách nhiệm làm gương cho ai. Mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Còn mình đẻ con mình ra thì mình phải có trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con mình. Đừng đổ tội cho xã hội. Xã hội nó muôn màu muôn vẻ, hàng nghìn thứ chuyện. Ai sai thì người ta phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ai cũng có cái giá của nó cả, đời mà. Nên rằng là người ta có bị làm sao, có giàu sang hay nghèo khổ, có xa cơ lỡ vận hay gặp vấn đề gì, thì người ta cũng không ảnh hưởng đến gia phả tổ tông nhà mình ha. Người ta cũng không làm cho dòng họ nhà mình chết chùm ha. Người ta cũng không làm mình giàu đi, cũng không làm mình nghèo đi. Cuộc đời của mình là bản thân mình phải tự nỗ lực cho con đường đi của mình. Những cái tác động ngoài xã hội nó chỉ mang tính chất tham khảo, để mình sử dụng cái não bộ của mình, mình quyết định được là cái đứa đó hành xử nó đúng hay nó sai,
Nếu nó sai thì mình không học, và nếu nó đúng thì mình lắng nghe xem mình có được điểm gì giống nó không. Em thấy nhiều anh chị ấy, sinh con để cái ra lại bảo là mạng xã hội ô nhiễm, bọn trẻ lớn lên bị ảnh hưởng. Các anh chị không dạy con các anh chị, các anh chị không phân tích cho con các anh chị biết cái gì đúng và cái gì sai, thì dù xã hội ngoài kia nó không có tệ nạn, nó không có xì ken đầu, nó không có những cái mặt trái mà mặt tiêu cực, thì con anh chị cũng không nhận thức được đâu là đúng và đâu là sai. Còn nếu mình dạy con mình và phân tích cho con mình kỹ lưỡng những vấn đề trong cuộc sống này, để cho nó tự nhận định được là nó nên và không nên làm cái gì, thì dù ngoài kia có bao báo tố, có bao nhiêu cám dỗ, thì nó cũng đều vượt qua được. Tại sao có rất nhiều gia đình bố mẹ công nhân viên chức, bố mẹ cán bộ luôn, người ta sinh con người ta cũng đầy đủ, mà con người ta lớn lên vẫn có những cái vấn đề vi phạm này kia? Đâu ai muốn như vậy. Nhưng đó là một minh chứng của việc có tiền chưa chắc là đã có tất cả. Nếu chúng ta không nhận định được rằng tiền không mua được hành trang giáo dục cho con mình. Con của em ấy, nó nói chuyện rất gãy góc, nó phân tích mọi chuyện rất logic, và nó nhận định những vấn đề của em sai và đúng ở đâu. Ví dụ em sai, em nói bậy, nó bảo sao mẹ lại nói bậy. Mẹ xin lỗi con, hôm nay mẹ nóng giận quá, mẹ rất xin lỗi, mẹ rất nóng giận chuyện này, mẹ xin lỗi. Nhưng mà con thấy rằng mẹ nói bậy như vậy thì là mẹ sai hay đúng? Mẹ sai, nhưng mà con sẽ không bao giờ sai giống mẹ. À, chứ còn bây giờ để bảo đổ tội cho xã hội, xã hội nó chỉ một phần thôi, chứ đổ tội xã hội thì thôi đóng cái cũi cho con mình ngồi trong nhà, mình chăm luôn từ đầu đến chân, khỏi nguy hiểm. Có giữ được nó trong nhà mãi không? Không. Thế thì phải sao ạ? Dạ, dạy dỗ con mình, uốn nắn con mình, lắng nghe con mình, chia sẻ với con mình. Để làm gì? Để con mình từng bước hiểu vấn đề của cuộc sống này. Chứ mới ba mấy má đổ tội cho xã hội không à, mà các ba các má không hề nhận tội về mình. Tội của mấy ba mấy má là gì? Nhiều chuyện mà không biết chuyện của mình là nên làm gì. Dương Nguyên Quân, bạn anh có đứa con 21 tuổi, nghiện cờ bạc, nợ vài tỷ xong tự sát, mà nhà nó giàu với làm trong nghề giáo. Cái chuyện đấy là chuyện rất đau lòng trong xã hội này. Làm gì có bố mẹ nào muốn con mình đi làm gái? Làm gì có bố mẹ nào để con ra muốn con đi cướp của giết người? Ngay cả những người người ta có những vấn đề đó trong xã hội, người ta cũng không bao giờ muốn con người ta như vậy. Nhưng trách nhiệm thuộc về phụ huynh. Phụ huynh là người cùng con mình lớn lên, cùng con mình sống mỗi ngày, ăn ở với con mình. Có những người đi làm xa, người ta vẫn dành thời gian 2 tiếng, 3 tiếng mỗi ngày để phây than nói chuyện với con cái. Đúng không ạ? Nhấn nhiều mỏi tay quá. Chứ còn bây giờ đừng đổ tội cho xã hội. Xã hội nó chỉ là một phần của hiện trạng thôi. Em cũng có biết một số trường hợp bố mẹ giáo viên, mà bố mẹ là giáo viên ưu tú, đàng hoàng tử tế, nuôi con ăn học cũng lên đại học đàng hoàng, cả từ bé đến lớn đến đại học cũng chẳng có gì sa ngã cả. Rồi một ngày đẹp trời, chơi với một nhóm bạn, nó có những cái chuyện tệ nạn xã hội, thì bản thân là cũng muốn thử. Thử rồi thành nghiện, nghiện rồi thì đành về là con tôi ở nhà ngoan lắm, bố mẹ có đề phòng đâu. Và bố mẹ cũng không cảm nhận được rằng con mình có những thay đổi. Thế là nó về, nó rút từng chút một trong nhà, và nó vẫn luôn mang một cái vẻ bề ngoài, vì lòng tin của bố mẹ dành cho nó từ bé đến lớn, nó không sai phạm điều gì cả. Rồi khi nó lớn nó bị sa ngã là do bản thân nó không vượt qua được cái cám dỗ. Rồi có những hệ lụy xảy ra. Rồi đến khi bố mẹ biết ra thì đã quá muộn rồi. Nên trách nhiệm làm cha làm mẹ
là phải luôn lắng nghe con mình nó đang ở trạng thái nào. Và để làm được điều đó thì ngay từ lúc bé chúng ta là phụ huynh, chúng ta đã phải là một người đáng tin cậy để cho con chúng ta tâm sự và giải bày. Nhưng cuộc sống này dường như nó rất xô bồ, ai cũng cơm áo gạo tiền, lao vào kiếm tiền bởi vì cuộc sống nó quá khổ. Mọi người quên đi cái trách nhiệm của mình là lắng nghe con mình, làm bạn với con, nên là con không chia sẻ. Nó không chia sẻ nên khi nó gặp sự cố, nó vấp ngã, nó mới bắt đầu chạm vào những cái tệ nạn, thì nó không dám tâm sự với gia đình, không dám tâm sự với bố mẹ, rồi nó lấn dần, nó trượt dần. Nên rằng là chúng ta là đẻ được con ấy thì phải đủ thời gian để chăm lo cho nó. Đó là lý do mà em cứ đau đầu cái câu chuyện là đẻ thêm hay không đẻ thêm đấy. Tại vì với cái lượng công việc của em bây giờ thì không nhiều, nhưng mà với cái tư duy ăn chơi của em thì nó quá nhiều. Một ngày em chỉ dành được 4 đến 5 tiếng để nói chuyện với con em mỗi ngày. 4 đến 5 tiếng là nhiều nhất. 4 tiếng, 5 tiếng là nhiều nhất. Còn không thì chỉ có 3 tiếng là trung bình. Còn đâu 4 tiếng là bình thường. Luôn phải lắng nghe. Sơn à, Phạm ơi, mày bảo tao mắm tôm lo dạy con mình đi. Mày không phải lo, mày yên tâm cuộc đời này này. Mày có comment 1000 câu như vậy thì cũng không ảnh hưởng đến việc của tao. Con tao tao tự dạy. Mày lo cho dòng họ mày đi. Mày biết comment câu đấy thì mày nên lo cho dòng họ mày. Chứ mày tuổi gì, mày tuổi gì mà mày có được cái diễm phúc để can dự và khuyên can tao. Cuộc đời tao ấy, nó có ra sao thì cũng là do tao tự sống và tự quyết. Không đến lượt mày phải góp ý. Bởi vì mày chưa và không bao giờ và mãi mãi vĩnh viễn cuộc đời này và thác 10 kiếp nữa cũng không thể nào bước chân vào trong cuộc sống của tao để mà mày khuyên. Mày nói được cái câu là mắm tôm lo dạy con mày, mày lo con mày trước đi. Hơn 100 ngày nữa là Tết. Mày lo cho dòng họ nhà mày Tết này được ăn mấy con gà hộ tao cái. Gia đình nào có con nghiện khổ lắm. Thằng cạnh nhà chị cai nghiện được 6 tháng, cưới con gái người ta xong lại nghiện tiếp rồi. Khổ. Mày nhiều đứa ấy vào bảo mày lo dạy con mày đi, trong khi con chúng nó như cái. Thôi bớt đi. Ta bảo thật. Comment dạo mà comment không có trí não, rất vô tri. Gần nhà em có mẹ làm giáo viên nhưng đi học đại học xong về thì con nghiện. Khổ. Trời ơi Trần Phi Anh, nhiều đứa thích dạy khôn lắm. Thôi em đi ngủ, mai em đi chạy nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Mai em đi chạy về em tâm sự tiếp nha.